Các bạn thân mến, thể thao cái yêu cầu của bạn đuôi 797 đi bến xe miền Đông nó đã chuyển khoản, thì mình sẽ thực hiện. Trước khi chuyển nó thì mình sẽ chuẩn bị lồng bao gồm thức ăn, nước uống và mọi thứ ở bên trong. Và đây là đôi chim sinh sản để còn đang ấp, mình phải bỏ lại trứng và mình sẽ chuyển cho bạn ấy. Đây, các bạn thân mến, đây là đôi chim sinh sản đó. Còn một con thấy mình dí đi máy quay rồi, bắt đầu nó đứng dậy đó. Các bạn thấy là chú chi những chú chim của đây là đấy. Đồng ý bán cho người ta rồi thì ấp cái gì đẹp thì người ta mới mua. Ok, chim đẹp thì... chim đẹp như thế nào thì các bác cũng biết rồi đúng không? Mình dí máy quay là nó hơi giật mình một chút. Con mái là con đuôi dài. Trứng chim đang ấp kìa. Chim rất là to. Đẹp. Đây là đôi số 1 nha anh 797 nha. Ok. Đứng hẳn vào đây. Chỉ quay vào chim, không quay vào người, quay vào chim. Để. Cứ cầm bình thường thôi, máy đang quay mà. Rồi rồi, đứng sẵn sàng. Nhặt trứng ra trước, không là nó sẽ hỏng trứng. Nhặt trứng ra đây. Con này nó như kiểu muốn đốt ấy. Kinh à? Nó con các bạn thấy chim, các bạn thấy quay quay rõ cái đuôi nó dài như nào, nhìn rõ không? Đâu đây? Các bạn thấy không, đuôi rất là dài, đuôi dài gần cả gang tay luôn. Cườm. Những chú chim khổng lồ của mình đó. Quyết định là chuyển đi đó. Trứng để lại cho vú nuôi ấp cho các bạn nhé. Mình quay ra đây. Giữ được lông đuôi. Quay sang con bên này. Chim rất là thuần. Đẹp. Chọn cho ra đây. Sạch. Mấy con? Cứ đứng đấy. Bắt bạn ấy đặt đôi số 4. Đôi số 4 là đôi này. Đâu? 1 này. 1 này.
1 này, 2, 3, 4. Đây, đôi số 4 đây. Đôi số 4. Đôi số 4 đâu? Đôi số 4 đâu? Ok. Số 4 đây. Đôi này đang ấp. Bạn thấy là chim rất là ok đúng không? Rất là khổng lồ. Ok. Đó. Đấy, mặc dù ấp thì ấp nhưng mà mình cũng vẫn chuyển cho bác ấy, bởi vì mình sẽ để lại cho vú nuôi. Vào đây để nhặt trứng trước và đứng đây. Các bạn nên để cho nó ra từ từ. Các bạn nên để cho nó ra từ từ, không là nó vỡ trứng. Nó bảo vệ trứng của nó ghê lắm. Nó sẽ bảo vệ trứng. Đôi hai đôi đẹp chứ. Đẹp thì người ta không mua, mà động bắt con nào bạn cũng bảo bị đẹp, bị tiếc. Thế thì bán này, bán thì nó phải thế thì người ta mới mua. Đây hai đôi trứng các bạn nha. Tôi để tạm lên đây. Ok. Người trái tay. Thôi được rồi, đừng không có tay, thôi quay ra đằng kia đi. Con kia là kiểu con kia như kiểu nó không hợp nhau rồi. Ok. Đánh dấu chân. Rồi, quay lại. À, không được, đây phải đánh dấu màu sơn mà. Đây. Quay vào đánh dấu chân này, đánh dấu đuôi này. Đây. Kệ đâu, chim là chim nhà mình là xuống. Quay quay cửa đi. Quay cửa tiện thể bà quay luôn để cháu bắt con này cho anh em biết là cháu chim thuần như nào. Sang đây, quay luôn. Đây. Quay luôn. Đây. Nhìn màn hình. Đây. Đấy. Đây là chú chim mà nó ngẫu nhiên nó sổng quanh quanh đây. Con số 5. Thấy bắt chim tự nhiên nó lại về. Đấy. Đứng đây, đi. Thả tạm nó vào đây đã. Bắt con chim già trước. Chả lên dấu nên nó có vòng hết rồi. Cháu biết nó ra từ bao giờ, ra chỗ nào? Quay vào cửa. Đây là kẹp vô đây. Một nhát là cố định. Không có gì thay đổi cả. Về thì
chủ nhân mới lấy được cửa thôi. Rồi, ok, tìm đây, đạn đây. Băng này rất là nhiều. Đấy, các bác thân mến thì thôi có sách lên đi. Đây là một đơn đi 0943797797. Đó. Là bây giờ bắt đầu chuyển từ chiều thứ 6 là đến sáng chủ nhật là vào đến bến xe miền Đông. Đó, theo yêu cầu. Lên để chuyển. Còn những cái loại này thì ở nhà mình thì nó là chuyện quanh quanh vườn là rất là nhiều. Lo biết ăn rồi, thế nhưng mà chắc là sơ ý không đóng cửa lồng ở chỗ nào. Nó ra thì lại vào thôi. Ra thì lại vào. Ôi gì. Ra lại vào. Ok. Ăn uống bình thường. Còn những cái dãy như thế này thì rất là nhiều. Số chim non thì rất là nhiều các bạn nhé. Chim non thì vô tận luôn. Đây là chim non này. Đó. Chim giống nhá. Rất là thuần. Chim giống. Đó. Nhật, Pháp hay vú nuôi. Đó. Pháp, Nhật. Đấy. Lại thấy một em nữa ở ngoài. Các bạn thấy không? Nhưng mà nhà mình nuôi chim là nó không mất đâu. Suốt ngày nó chỉ quanh quanh ở nhà thôi. Đấy. Anh em thấy đấy. Một lượng chim non do tay mình bón lên rất là nhiều. Quá nhiều luôn. Quá nhiều luôn. Quá nhiều luôn. Chim non á. Đây là chim bánh tẻ. Bắt đầu đốm đốm cườm. Đó, mình cầm cái máy ảnh nó có cái dây nó thõng xuống trông như con rắn, cảm giác như là nó cũng hơi sợ. Chứ thực ra chim này nó không phải là nhát như vậy. Quá trời luôn. Đó. Nhiều quá trời luôn. Thì bây giờ cũng đã đến giờ mình chuẩn bị mình phải chuyển chim ra đầu ngõ để cho khách chuyển đi. Đây là những chú chim ấp của mình. Các bạn thấy này. Đang ấp. Đó. Đây là chim Thái. Nói chung chim cu gáy là cái gì? Đây là dàn vú nuôi. Đó. Chim gáy là gần như là mình rất là đa dạng. Giống gì mình có. Đặc biệt là chim gáy Bắc Bộ giống chuẩn. Đó. Đó. Đó.
là 388 thì vào mai đấy. Đấy, chuyển đi. Đi đến giờ chưa? Mười lăm phút nữa. Bây giờ các bạn sẽ yên tâm khi mà tìm đến một đơn vị úm nuôi chim cu gáy như mình. Mình tên là Thao, với tên đầy đủ là Vũ Văn Thao. Số điện thoại để các bạn liên hệ giao lưu và đặt mua chim cu gáy bố mẹ hoặc chim cu gáy non. Những ưu điểm của bên mình là chim mình nuôi nhỏ, từ nhỏ 7 ngày tuổi, 10 ngày tuổi mình đã mang ra mình nuôi bộ, mình bón bộ rồi. Nó rất là thuần. 0163 530982. Cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh và đã theo dõi kênh của mình. Bây giờ hẹn gặp lại các bạn ở video sau.